Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào lúc 1 giờ ngày 15 tháng 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cấp 6, giật cấp 8, với tốc độ 39-49 km/h. Trong khi bão số 8 suy yếu, thì trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện cơn bão Usagi, hay còn gọi là bão số 9. Ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, với tốc độ 118-133 km/h. Dự báo bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. 24 giờ sau, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam Đài Loan, Trung Quốc. 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đề xuất 5 dự án đường trên cao tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đề xuất được đơn vị tư vấn đưa ra tại hội nghị tham vấn báo cáo nghiên cứu tiện khả thi với 5 dự án gồm nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22, đường trục Bắc Nam và cầu đường Bình Tiên ở các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Các trục đường hiện hữu được triển khai theo hình thức BOT. 5 tuyến đường nâng cấp này có tổng chiều dài khoảng 36,5 km. Quy mô đầu tư từng tuyến đã được các bên nghiên cứu với nhiều phương án, bao gồm đi thấp như hiện trạng và chỉ mở rộng, xây trên cao kết hợp đi thấp và làm các nút giao khác như cầu vượt hoặc hầm chui. Trong đó, dự án nâng cấp quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương dài gần 6 km sẽ chủ yếu đi trên cao với quy mô 4 làn xe. Phía dưới, đường được cải tạo làm tuyến song hành. Theo cách này, dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 2.000 tỷ đồng so với đi thấp. Đơn vị tư vấn cho rằng việc triển khai theo phương án trên sẽ giúp giảm ùn tắc rất lớn cho quốc lộ 13 và tạo kết nối đồng bộ với hai tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh. Đây là hai tuyến đang được nghiên cứu làm trên cao. Ngoài tuyến quốc lộ trên, dự án đường trục Bắc Nam đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành dài khoảng 8,6 km cũng được đề xuất chủ yếu làm trên cao, giúp hạn chế giao cắt với các đường hiện hữu. Theo cách này, dự án cần tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng, nhiều hơn so với đi thấp khoảng 1.000 tỷ đồng. Tương tự, dự án cầu đường Bình Tiên đoạn từ Phạm Văn Chí tới Nguyễn Văn Linh dài khoảng 3,6 km cũng được đề xuất đi trên cao bằng cầu cạn, tổng vốn ước tính hơn 6.863 tỷ đồng. Riêng hai dự án còn lại là nâng cấp quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An và quốc lộ 22 từ ngã tư An Sương đến Vành Đai 3. Liên danh tư vấn đề xuất đi thấp kết hợp làm các nút giao khác. Tổng mức đầu tư hai công trình lần lượt được ước tính gần 16.000 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng. Để triển khai các dự án, ngân sách tham gia khoảng 50-70%, còn lại nhà đầu tư BOT tự sắp xếp, bao gồm vốn chủ sở hữu và vay ngân hàng. Phương án thu phí được tư vấn đưa ra với nhiều kịch bản, nhưng sẽ linh hoạt theo hướng xe đi trên cao, chịu giá vé cao hơn dưới thấp. Việc thu phí sẽ áp dụng theo vé lượt hoặc tính theo km. Theo nghiên cứu mới nhất của tạp chí Lancet, hiện có hơn 800 triệu người trên thế giới mắc bệnh tiểu đường, số ca tăng gấp đôi trong vòng 3 thập niên. Theo số liệu phân tích toàn cầu đầu tiên về tỷ lệ mắc và điều trị tiểu đường ở tất cả các quốc gia, công bố hôm 14 tháng 11, cụ thể số người mắc tiểu đường trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi, từ khoảng 7% lên 14% trong 30 năm qua, giai đoạn 1990-2022, lên hơn 800 triệu người. Hơn một nửa số ca tiểu đường toàn cầu tập trung ở 4 quốc gia: Ấn Độ 212 triệu người, Trung Quốc 148 triệu người, Mỹ 42 triệu người và Pakistan 36 triệu người. Indonesia và Brazil lần lượt chiếm thêm 25 triệu và 22 triệu ca. Nghiên cứu cho thấy ở một số quốc gia thuộc quần đảo Thái Bình Dương, Caribe, Trung Đông và Bắc Phi, hơn 25% dân số mắc tiểu đường, Mỹ 12,5% và Anh 8,8%. Có tỷ lệ mắc tiểu đường cao nhất trong số các quốc gia phương Tây có thu nhập cao. Sự gia tăng béo phì cùng dân số già hóa cũng đồng nghĩa ngày càng nhiều người có nguy cơ mắc tiểu đường tiếp 2. Nghiên cứu mới cho thấy cần có chính sách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là ở khu vực có thu nhập thấp,
nhằm hạn chế thực phẩm không lành mạnh, giảm giá thực phẩm lành mạnh và khuyến khích tập thể dục. Việc ông Donald Trump cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ sau khi nhậm chức khiến cả hai bên giờ phải nỗ lực tăng lợi thế chiến trường trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Bởi trong các cuộc vận động tranh cử trước đó, ông Trump từng nhiều lần phản đối viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, cho rằng Washington đang phải ký sách trắng cho Kiev. Đặc biệt, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tín hiệu rằng Moscow để ngỏ cánh cửa đàm phán khiến nhiều người ở Kiev và các nước châu Âu lo ngại Tổng thống thứ 47 của Mỹ có thể ủng hộ một thỏa thuận có lợi cho Nga, trong đó có kịch bản đóng băng xung đột tại vị trí hai bên đang kiểm soát. Trong bối cảnh này, nhiều quan chức và nhà phân tích quân sự nhận định thời điểm trước khi ông Trump nhậm chức là khoảng thời gian rất quan trọng đối với hai bên xung đột, đặc biệt là với Ukraine, buộc họ phải cố gắng giành nhiều lãnh thổ nhất có thể. Một số quan chức cấp cao Ukraine tin rằng nếu Kiev có thể ngăn chặn đà tấn công của Nga và nắm thế chủ động trên chiến trường vào thời điểm ông Trump nhậm chức, họ có thể thuyết phục lãnh đạo Mỹ đứng về phía mình. Lực lượng Nga cũng cho đây là đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công và không muốn bị thất thế trên chiến trường hay bàn đàm phán. Những tháng gần đây, Nga tăng cường tấn công ở mặt trận phía đông với tốc độ nhanh chưa từng thấy kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức tình báo phương Tây, các đợt tiến công của Nga sẽ ác liệt hơn trong 2 tháng tới. Ngoài mặt trận miền đông và cả phía nam Ukraine, giao tranh giữa hai bên còn diễn ra ở tỉnh Kursk, biên giới phía Tây Nga. Đây là khu vực mà Ukraine kiểm soát một phần sau chiến dịch tấn công bất ngờ qua biên giới hồi tháng 8. Về phía Nga cũng được cho là đã triển khai lực lượng khoảng 50.000 binh sĩ nhằm đẩy lùi Ukraine khỏi lãnh thổ trong tương lai gần. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng CDS ở Kiev, trước khi ông Trump nhậm chức, Nga đang gấp rút tìm cách giành lại thị trấn Suda, nơi Ukraine đã thiết lập chính quyền quân sự, cũng như toàn bộ lãnh thổ ở tỉnh Kursk đang bị đối phương kiểm soát. Về phía Ukraine, nếu phải rút quân khỏi tỉnh Kursk, Ukraine sẽ đánh mất lá bài thương lượng có giá trị trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Nga. Dù ông Zelensky nhiều lần tuyên bố chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu Moscow rút toàn bộ quân khỏi nước này. Công tố viên đặc biệt Jack Smith ngày 13 tháng 11 đã nộp đơn lên tòa phúc thẩm liên bang phụ trách khu vực Florida, Georgia và Alabama đề nghị tòa cho đình chỉ vụ truy tố tài liệu mật đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump đến ngày 2 tháng 12. Ông Smith cho biết động thái này nhằm đánh giá tình huống chưa từng có và xác định hướng đi phù hợp khi ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, do Bộ Tư pháp Mỹ từ lâu đã duy trì chính sách không truy tố các tổng thống đương nhiệm. Được biết, công tố viên đặc biệt Smith được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm vào hồi tháng 11 năm 2022 để dẫn dắt hai cuộc điều tra cấp liên bang nhằm vào ông Trump liên quan cáo buộc giữ trái phép tài liệu mật và âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020. Ông Trump bị truy tố vào tháng 6 năm 2023 với cáo buộc cố tình giữ lại tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm tại khu vực nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, sau khi rời nhiệm sở và cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại tài liệu. Smith đưa ra 40 cáo buộc nhằm vào ông Trump, trong đó nghiêm trọng nhất là 31 cáo buộc theo đạo luật gián điệp, coi lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng là tội hình sự, với mỗi tội danh có thể đối mặt tới 10 năm tù. Thẩm phán liên bang ở Florida hồi tháng 7 phán quyết hủy vụ truy tố tài liệu mật sau khi kết luận công tố viên đặc biệt Smith được bổ nhiệm không theo đúng luật và không có thẩm quyền đưa ra cáo trạng.